Và xin mời ông Cầm để chia sẻ. Cháu xin chào. Chào con phải. À. Ok, chào tất cả. Chú cảm ơn con nhiều nha. Vụ gì, vụ gì, vụ gì, vụ gì, vụ gì. Mấy bữa nay cái vụ mà mấy cái đám Việt Tân, cái đám chống phá bên kia nó bơm thổi câu chuyện từ trắng thành đen, từ một đứa em sinh viên vì vấn đề cá nhân thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, thì nó bơm thổi lên, nó cho rằng là em đó đi thực tập quân sự mà bị hấp diêm tập thể, dẫn đến là phải nhảy lầu tự vẫn tự tử, rồi nó làm đủ okay. Trò ôi trời ơi, mấy cái chuyện đó thì nghe thoáng qua là tao đã không có tin rồi, là bởi vì sao mà ai cũng biết là các con không ở trong cái môi trường quân đội nào nó cũng vậy thôi, nó có một cái tiêu chí, đó là một lời nói ngoài cửa miệng, mới là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Mày hiểu không? Tại vì nó khó xảy ra những cái trường hợp như vậy đó, nó không bao giờ khỏi có nữa. Quân đội Mỹ thì có, quân đội Mỹ cách đây khoảng một năm hai năm mà tôi nghe có một bài báo nó đưa ra, ở trong những cái quân nhân nữ nha, quân nhân nữ mà cùng chung danh trại với lại quân nhân nam thì bị hiếp dâm rất là nhiều, bị nó gọi là quấy rối tình dục á, rất là nhiều ở quân đội Mỹ. Còn từ ở quân đội Việt Nam thì tao từ xưa giờ tao chưa thấy, kể cả chế độ cũ cũng vậy, chế độ mới bây giờ cũng vậy, tao chưa hề thấy cái điều đó. Bởi vì theo tao hiểu được, tao biết được cái quân đội mà mới gọi chung là coi như bộ đội đi, tao không là nói bộ đội, thì trong cái quân trường bộ đội thì rất là khe khắc và có cái sự kỷ luật nghiêm hơn cái vấn đề mà của quân đội cũ nữa. Kỷ luật của họ rất là sắc, và bằng chứng cụ thể là bằng chứng ngày xưa trong thời kỳ chiến tranh họ tuân theo một cách thực sự là coi như là mình phải nể phục, là bằng chứng là tao đã từng nói là vào nhà dân chỉ giúp đỡ, và khi ra đi, khi ở đi ăn mến, mà khi đi dân thương, đại khái là vậy. Mà bộ đội mà đến Việt Nam Cộng Hòa thì không được như vậy. Cái đó nói lên cái gì? Trong thời chiến cũng giống như thời bình, quân đội Việt Nam nó thực sự là mình phải đáng để cái chuyện mình bỏ qua. Bởi vì khi nó nói ra là mình biết xạo rồi, nhưng mà mình chỉ nói lên đây những cái lời nói mình nói để chi? Để cho những cái kẻ mà luận điệu, những người mà tung ra những cái luận điệu xuyên tạc để rồi biết rằng họ không qua mắt được như Việt Nam đâu, bởi vì cái chuyện nó hơi vô lý, nó vô lý hoàn toàn. Và ở đây thì mình thấy là quân đội nhân dân người ta đã lên tiếng rồi, rồi tất cả mỗi báo đài người ta mày cũng đã đưa lên một cái gì đó, một cái lá thư của cô bé nào đó đã minh bạch bạch hóa cái vấn đề ra rồi, để khác vậy chuyện tào lao. Nó không xin nghe những chuyện này, cái chuyện này nó không có trầm trọng như chuyện kia, nhưng mà thấy nó buồn cười, mà nó buồn cười mức độ này nè. Thì tất cả những kiều bào là xa quê ở nước ngoài, họ đều mong có một cái gì đó tượng trưng mà một cái nó có một cái tính cách là quê hương, đậm chất quê hương. Thì ở Lý Đô Sài Gòn họ muốn tổ chức một cái hội chợ hoa, nó tựa mỗi vì họ nhớ Việt Nam. Nói chung là coi như là họ mong mỏi, và họ ý tâm của nó là cái người mà dân ở xa xứ họ mong mỏi về Việt Nam lắm, nhưng mà bởi vì mọi cái sự mỗi người mỗi vẻ thì cũng có một cái chuyện là họ không về được. Cho nên họ mới tổ chức một cái hội chợ, trong đó nó có một cái chỗ gọi là tổ chức hội chợ hoa. Họ nhớ là cái đường hoa Nguyễn Huệ, hiểu không? Dạ, hoài niệm á, nói chung hoài niệm xưa, hoài niệm xưa. Đó, đúng rồi, nhưng mà nó cũng bị dập tắt luôn. Có gì như vậy, nó buồn cười vậy nè. Phan Chị Dân ra là một thông báo, ổng nói là vớ vẩn, mấy thằng cộng sản, chợ hoa đấy. Mà nó là cái hy vọng của cái người xa xứ để mà nhớ về quê hương. Là gì? Là chợ hoa ngày Tết như thế nào đó. Nó đã qua đi mấy chục năm rồi, gần nửa thế kỷ là 40-50 năm rồi. Mà khi người mà ta đưa ra cái ý tưởng rất là hay, bởi vì khi ta vào nước được thì ta ra nói được tự nhớ vậy đó, nó cũng dập tắt luôn. Rồi đó mới là cái chuyện, mới là cái tư tưởng mà cái hy vọng nhớ quê hương mà nó vẫn dập tắt được cái đường bên kia. Nó cái gì nó cũng chuyên tạc được. Đây nè, Minh Giang trực diện TV đó lên ra là đảng lên tiếng của Phan Kỳ Nhân. Kính thưa các quý đoàn thể, các cái đồng là đại khái là đêm văn hóa của cộng sản vào đây là trước đầu ý ta cái nội dung chính là ta muốn nói cái điều là có nghĩa là cái người Việt xa xứ khi xuân về họ lúc nào họ cũng nhớ quê, cái điều đó nó thúc đẩy người ta ghê gớm lắm.
thì ở đây ta bằng cách là người ta tạo ra một cái khung cảnh giả, ví dụ như hội chợ quê rồi hội chợ rồi, rồi có giống nè, có gánh nè, có thúng nè, có bẹt, nói chung để người ta nhớ quê. Đồ má đáng này cha này cha lên tiếng cho nói rượu mà vớ va vớ vẩn thì đồ má cộng sản cái gì mới cộng sản làm sao gì mà ta không hiểu nổi, là ta chửi cộng sản làm gì mà họ sợ dữ, ta không biết mà ta đâu có sợ đâu, mà mấy trẻ sợ là quá, ta không biết sao. Ủy ban liên chống cộng thì tôi luôn tao quải luôn, có nghĩa là ý cái tao muốn nói là cái điều nhỏ nhen nhất trong cuộc sống một năm chỉ có một lần thôi, tết thì đâu có nhiều, tết có một năm một lần, tết nguyên đáng, tết âm lịch mình thì người Việt Nam mình, nhưng mà nó vẫn dập tắt bằng tư tưởng cái hy vọng vui xuân tiêu luôn quá. Mặc dù bây giờ nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà thà nó không nói thì người dân vẫn còn người ta vẫn có những cái ra đi mua đồ, đi hội chợ hay đi kia, bây giờ nó làm vậy người ta nản, hiểu không? Sứ tự do gì kỳ vậy bố, sứ tự do gì kỳ vậy? Tao đâu có biết đâu mà hỏi trả làm gì. Nhưng mà qua cái vấn đề này nè bố, qua cái vấn đề bố chia sẻ đó, thì với cá nhân con thấy thế như thế này. Ở đây con nhìn được, con lại nhìn ra được hai vấn đề. Cái thứ nhất là con xin lỗi với mọi người trước nha, là cái độ khốn nạn của những thành phần đó. Đó là gì? Họ không muốn những người Việt xa xứ á, mà người ta không về được, họ không muốn những người đó nhớ về quê hương. Bởi vì á, họ lo sợ nếu mà những người đó nhớ về quê hương về lâu về dài thì họ sẽ tìm cách họ về, đúng không ạ? Họ tìm cách họ về, mà họ về rồi á, thì tiền đâu nuôi những thành phần bên đó. Cái đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa thì chúng ta liên tưởng tới vấn đề mà muốn bỏ Tết ta xài Tết Tây, nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài, là những thế hệ trẻ thì dùng F3, F4 gì bên đó đó, về lâu về dài nó quên bà, nó đi cái nguồn cội nó. Là đấy, ông bà ta, ông bà người Việt ngày xưa đã từng có những cái Tết như thế nào, để nó dập tắt những cái chuyện đó. Đây, với con á, con thấy là đây là một cái chiêu trò cực kỳ khốn nạn của những thành phần bên đó. Giống như bố nói, một cái mong muốn đơn giản của người dân thôi, mà nó còn không cho người dân được cảm thấy là cái gì đó là cái hạnh phúc của riêng họ nữa. Đúng không bố? Đúng. Những người đúng đó rồi. Họ tổ chức Tết chứ bày, tổ chức đường hoa gì, chắc gì họ đã thích cộng sản. Đúng chắc rồi. Gì họ đã yêu cộng sản. Đơn giản họ chỉ là người Việt Nam máu đỏ da vàng, và họ nhớ lại những gì ký ức của cha ông, của tổ tiên họ. Mà đúng rồi. Họ không làm được thì họ tự tổ chức ra để đúng họ vậy. Coi như là thỏa mãn cái lòng ham muốn của họ thôi, mà tụi nó cũng không cho, tụi nó muốn dập tắt nữa, nó thương dân chỗ nào đó, thương còn khỉ. Sơ hở nó nói là nó đấu tranh cho đồng bào tôi thương dân tôi, ngay cả những người như bên đó thôi cũng, nếu qua câu chuyện này chúng ta thấy đã rõ rồi, nó chẳng coi họ là dân nữa, tụi nó cũng chẳng coi họ là dân nữa. Ta nói về rồi, thương chỗ nào, dân tôi chỗ nào đây? Không có chuyện đó, nhưng mà mấy thuộc diện, mấy cái dạng này thuộc dạng chứ mà lú lẫn ra chống riết rồi, chống tầm bậy luôn, phải không? Chống tầm bậy luôn. Cái giữa ngày đầu tiên mà họ chống bên đảng cộng sản rồi chống đất nước Việt Nam mình hồi khi mới hòa bình thì còn có lý ở chỗ này, là mình có lý ở chỗ là kẻ bại trận lúc đầu cũng có mang một cái tâm sự, là mang một cái sự quốc ức, cái chuyện đó là đúng đi. Dạ, cho hào đúng rồi. Rồi nhưng mà chống riết thì chống bậy luôn, cái là cái gì cũng chống. Ồ, mộ lạ đời á, đủ rất kỳ cục nha. Nhưng mà nó có một cái, nó có nhiều thứ nó không chống được. Đơn giản trong cái bữa cơm thôi, nó chống vậy thì thôi đừng ăn vô cơm, ăn gạo đi. Ăn đủ tỏi rồi đi. Đưa gạo, nước rồi. Mắm nó đừng ăn, nước mắm đừng ăn. Đừng ăn, vậy mới hay. Ồ, mà khổ, ta nói thiệt mày biết rồi. Mấy ông, mấy cha là thuộc dặn kia bằng đầu óc nó lú lẫn và nó điên, ông điên. Hở cái gì có cái mùi, có cái hơi, có cái tên, hoặc là có cái gì ba ngang, và là cũng là sợ cộng sản, thành ra chống tài đen cả, thành ra chống riết, chống xào, mà thấy không? Đó. Ở đây Minh Gia nó để một tiếp là đường hoa Tết, đây là tụi mày coi, đường, nó buồn cười ta cho tụi mày coi rõ ràng đây nè, đây nè, mày thấy không? Ồ, sao tôi thui vậy? Vì bạn lên mày gửi tiếng gì vậy? Thì bạn lên tiếng của thằng Nghị Dân á, đồ quá. À, gọi là bạn lên tiếng hả? Đây, đường hoa Tết Nguyễn Huệ giữa Lido Sài Gòn bị đặt vấn đề có bàn tay của cộng sản.
Ủa má tại sao? mình nghe mình thấy tức cười. Mình thấy nó làm là cái hơi cái sự kỳ vọng của người tha hương á, họ chỉ mong mỏi hưởng được những cái gì mà hoài niệm, mình hoài niệm đi. Đúng nó rồi. Nó cũng giật tắt luôn. Đồ quá. Kỳ cục, đồ quá. Cái là đối với họ đó, đối với họ là cộng sản lãng mạn hình như là như bóng ma vậy. Đồ ở đâu cũng có trên trời á. Họ sợ mà họ sợ cách ư nó buồn cười, có nghĩa là đâu cũng thấy rồi, chết mẹ đồ có đâu vô quá. Rồi mẹ cộng sản ba bốc ba sợ hơn đủ FBI hoặc là sợ hơn Quốc nữa của kỳ ta bốc cái gì kỳ cục. Bởi vì khi ta nói nghe cái điều này nè, những người mà mang một cái tâm trạng mẹ trong bụng trong đầu họ chứa chan của sự thù hận thì con người ta nó không có sự minh mẫn, không có cái sự gọi là vui tươi, không có sự hồ hởi phấn khởi, không có yêu đời, làm cho con người ta lúc nào cũng hằn học. Mà thấy rõ ràng, mà để ý ta nói thiệt cái mấy thằng mà thấy rõ mấy trong động cực đoan á, mà sẽ có nào đẹp trai như tao không? Ok, ừ. Sống bắt hà mà vô làm gì có cửa đúng rồi, rồi giống như từng thái rồi đi chương rồi dù thấy mà ghê đủ vô giống thế rồi tao mày đẹp trai đó, có người ta hơi hới nó không có lo rồi. Bởi vì yêu đời, yêu quê hương, nói chung yêu tất cả mọi người đó, yêu người dân Việt Nam, yêu tất cả món ăn này, cái gì tao yêu dân, vì đó tao lúc nào đã gì sức khỏe mới là quan trọng. Mà thấy rõ ràng cuộc đời người ta cái sức khỏe là vàng, cho nên vì đó tao và rồi khi tao tới đó mày rồi đó tao khám bệnh ở Việt Nam mình đó, khám tổng quát tao ok, tao mình qua số 1 không có bệnh gì hết trơn. Cảm ơn bố cầm ạ. À.